Hai, chào cả nhà đến với video tiếp theo của chúng tôi. Sau đây là tin tức. Thu Minh hát từ xe lên sân khấu, khéo léo xử lý sự cố âm thanh. Hôm ngày 15 tháng 9, nữ ca sĩ Thu Minh tham gia biểu diễn tại một trường đại học ở Cần Thơ. Tại đây, giọng ca 7X khiến các bạn sinh viên không khỏi bất ngờ với màn xuất hiện ấn tượng. Cụ thể, cô cất giọng ngay từ trên xe rồi tự tin sải bước lên sân khấu. Bên dưới khán đài, khán giả liên tục hò reo không ngớt, biểu thị sự chào đón nồng nhiệt dành cho nữ ca sĩ. Đáp lại tình yêu thương của các bạn sinh viên, nữ ca sĩ Thu Minh lần lượt gửi tặng những tiết mục sôi động như ca khúc Bay, Taxi, Đường Cong và Diva. Sở hữu giọng hát nội lực cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp, ca sĩ Thu Minh khiến khán giả xem trực tiếp không khỏi mê mệt, thi nhau dành lời khen ngợi. Song, không chỉ gây ấn tượng bởi những màn khoe giọng đã tai, ca sĩ Thu Minh còn nhận về nhiều lời khen khi trò chuyện giao lưu cực kỳ thân thiện và duyên dáng. Bên cạnh đó, khán giả không khỏi xích xoa tán thưởng khi được chứng kiến tận mắt thần thái cuốn hút, vóc dáng quyến rũ và style bắt mắt của Thu Minh. Ở độ tuổi U50, ca sĩ Thu Minh vẫn giữ được phong độ giọng hát, sắc vóc và thần thái ấn tượng. Nhiều khán giả cho rằng giọng ca 7X đã bị thời gian bỏ quên nên mới trẻ lâu như thế. Đặc biệt xuất hiện trên sân khấu, cô cho thấy nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào, thành công và khuấy động bầu không khí trở nên sôi động. Đáng chú ý, trong đêm diễn giao lưu cùng các sinh viên tại Cần Thơ, Thu Minh có cách xử lý khá khéo léo khi âm thanh của trường bỗng dưng bị tắt trong lúc cô đang trình diễn. Theo đó, trong lúc chờ đợi sự cố được khắc phục, cô buông mic và xua tan bầu không khí ngượng ngùng bằng lời chia sẻ: "Chị thử xem sân trường rộng và vang như thế nào nhé." Cứ thế, nữ ca sĩ cất giọng hát chay đầy nội lực, ca vang khắp sân trường mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ dàn âm thanh. Cách xử lý tình huống khéo léo và chuyên nghiệp của Thu Minh khiến khán giả thán phục. Ngoài ra, khi đến gần giao lưu với khán giả, Thu Minh cũng gặp phải nhiều tình huống dở khóc dở cười. Theo đó, có một số sinh viên thi nhau xin nữ ca sĩ nhẫn và bông tai kim cương, thậm chí là lông mi để về làm kỷ niệm. Thu Minh không khỏi phi cười trước độ lầy lội của khán giả. Đêm diễn thành công của Thu Minh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng hàng nghìn sinh viên xem trực tiếp. Có thể nói, nữ ca sĩ luôn biết cách rút ngắn khoảng cách của mình với khán giả, đồng thời kéo gần sự cách biệt với thế hệ giữa bản thân và những người xem. Và đó cũng là lý do cô duy trì được sức hút bền vững sau hơn 3 thập kỷ làm nghề. Trong làng nhạc Việt, có không ít giọng ca tên tuổi hoạt động lâu năm, nhưng không phải ai cũng giữ được độ hot bền vững qua thời gian. Ca sĩ Thu Minh với tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ là một trong số ít những nghệ sĩ đã làm được điều đó. Thời gian gần đây, ca sĩ Thu Minh liên tục góp mặt trong những chương trình lớn. Sau khoảng thời gian cùng đại gia đình định cư ở nước ngoài, giọng ca 7X tích cực nhận lời chạy show trong nước, dõi theo các hoạt động của Thu Minh. Khán giả đều phải công nhận, nữ ca sĩ này giữ phong độ và năng lượng đáng nể. Hiện, Thu Minh thường xuyên đi về giữa Singapore và Việt Nam để làm việc, dù cuộc sống không phải lo nghĩ chuyện kinh tế quá nhiều. Cô vẫn chăm chỉ chạy show, được phục vụ khán giả bằng lời ca tiếng hát chính là niềm hạnh phúc của Thu Minh. Đáng nói, ở bất kỳ lịch trình công việc nào, giọng ca 7X cũng đều cống hiến hết mình, qua đó thể hiện sự tôn trọng dành cho nghề nghiệp và khán giả.